Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên đến từ bảng đó chính là vua bóng đá, 4 triệu đồng thì mua máy nào anh, online, thế giới di động cũng được, nhu cầu là quay video màn hình. Nhu cầu này thì đúng thực sự phải là những option con chip nó phải cao thì chúng ta mới đảm bảo được việc mà vừa chiến game mà lại vừa quay lại cái video màn hình, cái màn chúng ta chơi mà nó không bị lag giật quá nhiều. Thì đòi hỏi con chip phải là mạnh. Thì tầm 4 triệu đồng mà mua online cũng được thì chắc là chỉ có con Redmi Note 8 Pro. Còn máy này thì trang bị con chip Helio G90T mới đủ mạnh để mà chúng ta tự tin chiến game tốt và lại còn quay lại highlight, đăng lên YouTube Gaming hoặc là Facebook chẳng hạn. Ok. Câu hỏi đến từ bạn Tài Nguyên. Anh ơi cho em hỏi là con Mi Note 10 Lite và Vivo V19 con nào gaming ngon hơn? Chúc anh được nhiều sức khỏe. Cái này chắc chắn sẽ là con Mi Note 10 Lite rồi. Nó trang bị con là 730G, 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. So với con 712 thì nó còn thua một vài bậc. Con 712 thì nó phải là thua tầm 15-20% so với con 730G. Chưa kể đến việc là cái dòng G là dòng chip gaming của Qualcomm. Câu hỏi đến từ bạn là Đức Trọng Nguyễn. Anh ơi, theo anh thì hiện tại có những máy nào tầm 3 triệu 6 đổ xuống đáp ứng được nhu cầu? Wi-Fi là chính, pin trong sạc nhanh, cam ổn, tác vụ ổn, thiết kế ổn. Thì anh thấy là đầu tiên sẽ là có con Mi A3. Con máy này thì nó được giảm giá chỉ còn rơi vào tầm 3,5 triệu đồng tại Thế Giới Di Động. Tính ra thì con này có thiết kế rất đẹp, hai mặt kính cường lực, tinh thể thứ 5 bởi vì nó là dòng sản phẩm tầm trung được giảm giá xuống. Và để nói liên quân Wi-Fi thì cấu hình trên chiếc máy này thì khá tốt với 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và con 665. Cũng như nó sẽ có hệ thống camera chụp ảnh phải nói là tốt nhất ở trong tầm giá. Và nó cũng sẽ là có pin 4000 và có sạc nhanh Quick Charge 3 thông qua cổng Type-C. Chiếc máy tiếp theo thì sẽ là chiếc Vivo U10. Chiếc máy này thì nó sẽ là có gọi là pin trâu lên đến 5000mAh, có sạc nhanh kép 18W đi kèm. Cấu hình thì nó khá tốt, tương đương với con Mi A3, với lại là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong con Snapdragon 665. Thì anh nghĩ đây sẽ là hai cái chiếc máy tốt nhất trong tầm giá gọi là 3 triệu 6 đổ xuống hàng chính hãng để mà em chiến liên quân Wi-Fi tốt, pin trâu sạc nhanh. Câu hỏi đến từ bạn là Quang Đồng Trần. Anh ơi, khi mua hàng online nhưng vào một ngày đẹp trời thì nó bị hư thì đi bảo hành ở đâu? Thì mua hàng online còn tùy nha. Online mà em mua tải là cái gian hàng chính chủ của hãng á, thì rất là đơn giản thôi. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì kể cả mua hàng online thì em cứ gọi trực tiếp lên trung tâm bảo hành của hãng thì họ sẽ là hướng dẫn em cách để mà có thể là bảo hành được. Có thể là họ sẽ hướng dẫn cách em gọi là gửi máy lên. Đó, anh thấy bây giờ là cái dịch vụ vận chuyển hàng, giao hàng thì nó rất là phổ biến rồi, như kiểu là giao hàng nhanh rồi là Viettel Post tinh ta linh tinh á. Chúng ta chỉ cần là đặt app ở trên smartphone thì sẽ có nhân viên đến lấy và mang đi cho chúng ta. Thì anh nghĩ cũng tương đối là đơn giản thôi. Còn trường hợp em mua ở những cái shop online ấy, thì anh nghĩ thì cũng sẽ là cách tương tự thôi. Thì họ cũng sẽ là nói em sẽ là gửi máy lên để mà bảo hành. Tất nhiên là nó sẽ là hơi gọi là nó hơi khó một chút so với việc mua hàng offline. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái điều này để mà có mức giá tốt. Câu hỏi đã đến từ bảng Glitter Price. Anh ơi, con Realme X em thấy ở Mobile City giá 3.650.000 đồng, có nên mua không và con này có sẵn tiếng Việt không anh? Mong anh trả lời em comment nhiều lần rồi. Đối với những cái dòng máy xách tay đến từ Realme thì luôn là có sẵn tiếng Việt để mà chúng ta dùng. Đó, không phải là cài mất công. Giống như kiểu là dòng máy xách tay đến từ Redmi, Xiaomi chẳng hạn. Còn con X với mức giá này thì mua được 3.650, nhưng em phải check kỹ là xem có hàng không nha. Bởi vì con này thì anh thấy là nó đã ngừng sản xuất, không có nghĩa là nó rất là khan hàng. Đó, nên là nếu còn thì mua vô tư. Thậm chí nó còn có đôi phần ngon hơn con Realme Q trong tầm giá. Câu hỏi đến từ bạn là Gaming TG Diễn. Redmi 8 và con Realme Q con nào ngon hơn? Chúc anh nhanh chóng lấy được nút vàng. Thực ra là con Realme Q phải so với Redmi Note 8 hoặc là Note 8 Pro thì nó bay ra, nó còn hợp lý. Cho Redmi 8 là cái dòng phổ thông, nó còn thấp hơn cái dòng là Redmi Note. Nên là chắc chắn với trường hợp này thì lấy con Q nó sẽ là ngon hơn hẳn. Đó, chỉ trừ trường hợp mà em không mua được hàng sách tay thì lúc đó mới lấy con Redmi 8. Kể cả em không mua được hàng sách tay thì cũng không nên mua Redmi 8 mà em lấy luôn Redmi Note 8 hàng chính hãng. Mức giá của nó thì cũng xem không chênh nhiều so với con Redmi 8 đâu. Hoặc là em sẽ là mua hẳn con Redmi 9 luôn, chứ đừng mua Redmi 8. Câu hỏi đến từ bạn Nhân Đỗ. Anh ơi, giữa Realme 6 và Redmi Note 9 thì cái nào ngon hơn? Cái này thì chắc chắn là Realme 6 rồi, mức giá nó mắc hơn đáng kể mà. Nó phải đắt hơn con Redmi Note 9 tầm phải là 1 triệu đồng. Đó, và cấu hình và các thứ thì con Realme 6 nó đều nhỉnh hơn.
nó thuộc phân khúc cao hơn. Bởi vì Realme 6 thì nó sẽ phải so với con Redmi Note 9S là thấp nhất, hoặc là Redmi Note 9 Pro, chứ cái dòng Redmi Note 9 thì nó còn thấp hơn so với cái dòng máy này. Câu hỏi đến từ bạn Linh Nguyễn: anh ơi, giữa Samsung Galaxy Note 10 Lite và A71 thì nên mua máy nào để chơi game Liên Quân, Free Fire, chụp hình tốt? Nếu để nói mà gaming và chụp ảnh thì anh đánh giá là hai chiếc máy này thì nó cũng xem nhau ạ, nó cũng không có sự chênh lệch quá nhiều đâu. Chủ yếu là em cân nhắc thêm một số những cái thứ như kiểu là đối về cái mặt thiết kế thì con Mi Note 10 Lite nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó sẽ có là khung kim loại hai mặt kính cường lực, lại có màn hình cong ở phía trước, trong khi thì con A71 thì nó là chất liệu phun nhựa hoàn toàn. Còn một điểm em cũng cần lưu ý đó chính là về cái thời lượng pin. Con Mi Note 10 Lite đảm bảo là nó ăn đứt so với con là A71, dung lượng của nó lớn lên đến là 5260 mAh, và đây cũng là một con máy mà anh đánh giá là nó cho cái thời lượng pin vô cùng trâu, lên đến tầm 8 đến 10 tiếng on screen, nó phải là nhìn hơn đáng kể so với con A71. Câu hỏi đến từ bạn Khánh Thanh: chào bạn, hiện tại mình mới mua một con điện thoại tầm giá 7 triệu đồng hàng chính hãng, nhu cầu chủ yếu chơi game Liên Quân, PUBG, xem YouTube, nghe nhạc pin trâu, không quan trọng camera lắm, về chip thì dòng nào chơi game ổn định hơn, chúc bạn thành công. Nếu như 7 triệu hàng chính hãng thì một số những chiếc máy tốt nhất chúng ta có thể là tìm được bao gồm đó chính là con Xiaomi Mi 9T là một này, thứ hai là con Realme 6 Pro. Đó, có nghĩa là chúng ta hầu như là chỉ tìm được hai chiếc máy này là những cái option tốt nhất về mặt cấu hình trong tầm 7 triệu đồng hàng chính hãng để mà Liên Quân, PUBG. Chứ thực ra là Samsung và Oppo trong tầm 7 triệu đồng thì hầu như cũng không nổi bật lắm về chip. Như kiểu chúng ta chỉ có chiếc A51 này trang bị Exynos 9611, Oppo thì có con A91 trang bị con Helio P70. Đó, những cái option con chip như vậy thì không thể nào mà đáp ứng được chiến Liên Quân PUBG tốt một cách tối đa. Cho nên anh sẽ là đưa ra hai option, một là con Realme 6 Pro và hai sẽ là con Mi 9T. Con nào em chọn cũng được. Ok, thì đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Nếu cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like và subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.